6. Tham cầu tĩnh lặng Kinh văn Hiệu thiện nam tử thọ ấm hư diệu, bất tao tả lự, viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái thâm nhập, khắc kỳ tân cần, nhạo xứ âm tịch, tham cầu tĩnh mật. Việt dịch lại nữa thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự tính viên định phát minh trong tam ma địa tâm thích đi vào sự tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ tham cầu yên lặng. Giảng dạ, lại nữa thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu không mắc các tà lự Lại nữa trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung Hành giả người tu tập tránh định không còn tà lự nữa Tính viên định phát minh an trụ trong định sáng suốt tròn đầy Trong tam ma địa tâm phát khỏi tham muốn ưa thích đi sâu vào công phu tinh cần khắc khổ Thích sống nơi vắng vẻ hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết sức lực vào công phu tu tập thích sống nơi có nhiều âm khí ít ánh sáng mặt trời anh ta ưa thích những nơi ít người như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng hẻo lánh anh ta chọn một nơi để sống ẩn dật do vì anh ta quá ham sự tĩnh lặng nên ma vương liền đến trong công phu tu tập không nên quá tham cầu đừng nên mong cầu việc tốt cũng đừng tham việc chẳng lành bình thường tâm thị đạo chủ yếu là giữ cho tâm được bình thường đừng có móng khỏi một tâm niệm nào cả bất luận quý vị tham cầu việc gì đều là chẳng phải kinh văn nhĩ thời thiên ma hậu đắc kỳ tiện phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp khi ấy thiên ma có được cơ hội phóng tinh thần gá vào người khác dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp giảng trạng thái này cũng giống như trường hợp trước khi ấy thiên ma có được cơ hội khi thời cơ thuận tiện đến liền phóng tinh thần gá vào thân người khác và dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp ma sai khiến đồ đệ của nó gá vào một người khác rồi khiến người đó đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu để giảng nói kinh pháp